Khi Giáp Việt không cho dùng từ mày, tao. Đến với Rap Việt 2023, em xin phép được dự thi một bài rap diss ạ. Em ơi, em lưu ý là năm nay mình không được dùng từ mày tao trong lời rap nha em. Ô thế ạ. Cho em xin một phút. Em sửa cái này cái. Yeah. Đánh bên theo từ X, đánh bên theo từ I, đánh bên theo từ Y, đánh bên theo từ P. Nếu mà cậu thích lão hãy nhìn tin từ đi, hãy đổi dây xích tháo bay vào sông tới đi. Bởi vì cậu cũng giống với người bạn của lão Hạc, tuổi gì và đừng chống với kẻ soạn toàn báo nhạc. Rap của cậu nghe thật đau tai quá, ok flow của cậu như sản phẩm cuối của cái hệ tiêu hóa. Chúc mừng em đã được vào vòng trong.